Chào quý bạn, tôi đang cầm lái chiếc Toyota Fortuner. Đây là phiên bản máy xăng số tự động một cầu. Và sắp tới thì những mẫu xe Fortuner nhập khẩu nó sẽ không được xuất hiện một cách ồ ạt trên thị trường như trước đây nữa. Bắt đầu kể từ thời điểm ngày 20 tháng 6 2019 tới đây thì Toyota Việt Nam sẽ chính thức phân phối một số các phiên bản xe Toyota lắp ráp trong nước song song với các phiên bản Toyota Fortuner nhập khẩu. Có hai lý do mà Toyota Việt Nam đã chuyển đổi hình thức từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp CKD trong nước. Có lẽ một phần đến từ cái việc họ muốn chủ động nguồn hàng đến tay khách hàng hơn. Và cái thứ hai thì nó hơi tế nhị, nhưng tôi nghĩ nó vẫn là một trong những yếu tố quyết định, đó chính là cái lợi nhuận của xe lắp ráp trong nước thì thường sẽ cao hơn xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tôi muốn chia sẻ một chút với quý bạn là cái hiện tại cái mẫu xe nhập khẩu tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là Toyota Fortuner đâu, mà tất cả các hãng nào cũng vậy thôi. Chính cái nghị định 116 và thông tư 20 nó đã dẫn đến một số cái điểm quan trọng trong các mẫu xe nhập khẩu. Thứ nhất là chỉ các doanh nghiệp chính hãng được cấp giấy phép thì mới được nhập khẩu nguyên chiếc, do đó cái việc mà chúng ta nhập từ đơn vị bên ngoài thì điều đấy là không thể xuất hiện được. Chính vì vậy thì nguồn hàng gần như là chỉ đến từ một phía duy nhất, đó chính là các hãng xe tại Việt Nam. Và cái thứ hai là cái quy định khá là ngặt nghèo về việc đăng kiểm dành cho xe nhập khẩu. Mỗi một lô xe về chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để có thể kiểm định về chất lượng lô hàng nhập khẩu. Do đó là cái việc mà có thể xe nó về rất nhiều ở bãi, ở cảng các bạn quan sát thấy, nhưng mà thực tế xe đến tay người tiêu dùng thì còn trải qua khá nhiều bước, và thông thường thì nó rơi vào khoảng tầm 45 ngày kể từ ngày thông quan. Chính vì vậy là Toyota cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái mẫu xe Fortuner này. Trước đây thì Fortuner vẫn là một trong những mẫu xe mà được khách hàng rất là ưa chuộng vì những cái ưu điểm, giả sử như là xe gầm cao 7 chỗ này, nhập khẩu nguyên chiếc này, và đặc biệt là tới từ một thương hiệu lớn, đó chính là Toyota Fortuner. Tuy nhiên sắp tới thì các phiên bản nhập khẩu này nó sẽ tạm ngừng và sẽ chỉ còn lác đác một số phiên bản nhập khẩu. Thứ nhất là xe Fortuner máy xăng một cầu như phiên bản tôi đang lái đây sẽ tiếp tục nhập khẩu ít nhất là đến tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, toàn bộ 3 phiên bản máy dầu bao gồm máy dầu số sàn, máy dầu số tự động một cầu và máy dầu số tự động hai cầu sẽ ngừng nhập khẩu và chuyển sang lắp ráp CKD trong nước. Toyota Việt Nam cũng sẽ bổ sung thêm Fortuner một cầu số tự động bản thể thao và Fortuner hai cầu số tự động. Sportivo của dòng Fortuner này thì chắc là các bạn cũng không lạ gì, ở những thế hệ cũ chắc chắn là nó sẽ có một màu ngoại thất màu trắng ngọc trai, cùng với đó là một bộ body kit đến từ thương hiệu độ xe TRD, và bộ la răng cũng sẽ được làm hoàn toàn mới, có thể sẽ là dạng phay cắt và màu đen. Về giá bán của những mẫu Fortuner nhập khẩu và lắp ráp này thì theo như thông tin mới nhất mà tôi nhận được, tất cả những mẫu xe lắp ráp của máy dầu sẽ không thay đổi về giá bán, có nghĩa là nó sẽ ở các mức 1.026.000.000 dành cho máy dầu số sàn, 1.094.000.000 dành cho máy dầu số tự động một cầu và 1.354.000.000 dành cho số tự động hai cầu máy dầu. Về giá bán cũng như là chất lượng thì theo các bạn có nhận định gì về cái việc Toyota để cái mức giá bán tương tự của cái mẫu xe lắp ráp so với mẫu xe nhập khẩu, và nếu có ý kiến gì về dòng xe Fortuner này thì các bạn hãy comment phía dưới để chúng ta cùng chia sẻ. Mọi thông tin chi tiết về dòng xe Toyota Fortuner nhập khẩu và lắp ráp, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline. Dự kiến ngày 20 tháng 6 thì Fortuner sẽ chào hàng các phiên bản lắp ráp cũng như là các phiên bản thể thao mới của mình trên toàn quốc. Quý bạn có nhu cầu tìm hiểu về xe thì xin vui lòng liên hệ với một trong hai số hotline miền Nam và miền Bắc để có thể được phục vụ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.